Nói chung em nói thật nhé, chỉ cần hở tí ra là em trốn được. Hôm qua ông ấy mở cửa ra thì em trốn thôi. Triệu Quân Sự, nam chính xe đi phim Vượt Ngục phần 3. Ôi giời ơi! Có thể đây là người của bộ điều xuống thử chất lượng an ninh trại giam thôi. Phóng viên, anh hãy kể về thời gian quay phim lần này. Sự xét mới giải lao húp hai bát chè đạo các chú công an đến bắt. Sinh nhầm thời thôi, xưa mà trốn tù giặc Pháp để đưa tin cách mạng là bây giờ có con đường mang tên anh rồi. Tao tưởng phải như phim đào hầm, tạo bẫy, lên kế hoạch các kiểu mà ai ngờ các anh mở cửa thử lòng tù nhân. Ý, lại được lên TV nữa rồi. À đâu. Điển hình cho câu anh buông lơi là em bơi luôn. Quá chuẩn luôn. Chưa thấy một tù nhân nào mà có nụ cười thân thiện đến thế. Kem đánh răng PS hân hạnh tài trợ nụ cười tỏa nắng mang thương hiệu Vượt Ngục này. Người ta ghép lại so sánh hình Triệu Quân Sự bị bắt lại sau lần Vượt Ngục thứ tư và ông Quyết khi bị bắt, và họ tin người có kinh nghiệm sẽ bình thản hơn. Chỉ có ở Việt Nam mới có cưa bom, gặp con gì lạ sẽ không thắc mắc con này là con gì có nguy hiểm không, mà là con này là món gì ngon. Tội phạm Vượt Ngục bị bắt mà vui như Tết. Hiểu kiểu gì. Mấy ông bà xeo vinh cứ bảo khu đô thị bên Gia Lâm có biển sóng nhân tạo lớn nhất Hà Nội. Đây mới là biển sóng nhân tạo lớn nhất này. Quá chuẩn luôn. Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, xích nước khẩn cấp. Truyền hình Quốc hội đưa tin, bang California tại Mỹ thiếu nước trầm trọng. Ôi trời ơi. Người dân phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi. Ơn đời, nhà em thành thủy cung, đỡ tốn tiền cho con đi chơi mồng 1 tháng 6. Ý tưởng trong quy hoạch là quan trọng lắm. Hôm trước mấy đứa cứ bảo thân xác ở cơ quan mà tâm hồn tận biển này vịnh nọ, nay thỏa mãn nhá. Để bơi vô cực. Cái năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Hà Nội mùa này, phố cũng như sông. Cái rét đầu đông chân em thâm vì ngâm nước lạnh. Hoa sữa thôi rơi em tôi bơi cả chiều trên phố. Thành cổ năm xưa giờ ngập nước sông Hồng. Biển của Hà Nội nước rất trong và xanh các bác nhé. Check in bao đẹp ngang tầm Phú Quốc. À thế à? Kiến trúc này sẽ thịnh hành và phổ biến trong thời gian tới ở thành phố biển Hà Nội. What? Cháu đi phơi lúa, Triệu Quân Sự mua 2 ly chè để ăn, nhưng khi phát hiện người bán đưa nhầm tiền, Sự đã tự động trả lại và còn chào hỏi trước khi rời đi. Cô bán chè nói nhìn nó rất hiền và ngoan, tâm sự là đang đi phơi lúa. Ở nhà cháu ngoan lắm, nhưng cháu ở nhà tù. Cậu bé này hiểu chuyện đến mức làm ta phải đau lòng. Anh đi phơi lúa làm em cả đêm qua không dám ra khỏi nhà. Nhìn thằng nhỏ hiền vậy mà tiền án tiền sự còn nhiều hơn tiền mặt. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Vì Sự biết số tiền còn lại làm gì được tiêu nữa đâu. Trong quá trình bỏ trốn, Triệu Quân Sự mua 2 ly chè để ăn, nhưng khi phát hiện người bán đưa nhầm tiền, Sự đã tự động trả lại và còn chào hỏi lễ phép trước khi rời đi. Đây là người của bộ điều xuống thử chất lượng an ninh trại giam thôi. Anh em đừng bị nhà nước bịt nhé. Đã thế lại còn được ăn hẳn 2 cốc chè, nhưng mà là chè đỗ đen. Nhưng tiền ăn chè là tiền mà Sự nhảy 2 chiếc xe đạp, người mất xe đạp kiểu.
cũng mỏi chân mà. What the hell? Thông cảm cho ông bạn sự thì ai thông cảm cho nhà tôi. Mai đi bộ 15 km đi học rồi. Tóm tắt Mai cơn sở cô chịu quân sự phần 3 như sau. Lừa lúc cán bộ sơ hở sự đã trốn thoát và lột được chiếc xe đạp với giá 100k và ra quán làm hai cốc chè, nhưng mà là chè đỗ đen. Tính ăn xong tìm quán nét để vào con đường tơ lụa thì bị bế về. Hết phần 3, chờ phần 4 nhé. To be continued. Phòng giam của Triệu Quân Sự sau khi bị bắt lại kiểu wow. Vượt ngục lần 1 bị bắt cười. Vượt ngục lần 2 bị bắt cười. Vượt ngục lần 3 bị bắt lại cười. Quản giáo của Sự lúc này kiểu à, thì ra nhảy xe đạp để lấy tiền ăn hai cốc chè đá đây mà. Chạy đấy kiểu gì cũng kỷ luật vài đồng chí. Đấy bếp ăn mà nấu cả chè thì có phải đỡ đen không? Quá chuẩn luôn. Hanoi Bay 2022 kính chào quý khách. Nếu bạn là một người yêu biển và đã chót say mê với Hạ Long, Đồ Sơn, Nha Trang thì nhất định không thể bỏ qua thành phố biển Hà Nội với vô vàn cảnh đẹp nên thơ. Chữ tình các du khách còn chờ đợi gì nữa? Xách ba lô lên và đi thôi. Những nơi nhất định phải đi khi đến thành phố biển Hà Nội. Vịnh Triều Khúc là đối thủ cạnh tranh với vịnh Hạ Long của Quảng Ninh. Vịnh Triều Khúc được UNESCO công nhận là vùng vịnh có mùi nước cắm nhất thế giới. What the hell? Sống ở thủ đô mà cứ như sống tại làng chài nổi, mở cửa ra là thấy sóng nước. Cảng nước sâu Mỹ Đình. Giống với cảng Cam Ranh, cảng nước sâu Mỹ Đình là mơ ước của Hải quân Nga khi có thể cho tàu sân bay, khu trục hạm neo đậu. Tại đây bạn có thể bắt tàu đi Sơn La, Điện Biên, Lào Cai. Oh my God! Cảng nước ấm không bao giờ đóng băng, Hải quân Nga thèm khát. Làng chài Shibuya, Gangnam. Hai làng chài nghèo xa cách nhau về mặt địa lý, nhưng có điểm chung là người dân sống lạc quan, hiền hòa, mến khách. Đầm Tràng Tiền, khu du lịch sinh thái nổi tiếng với nghề làm kem, có phố đi bơi vào những ngày cuối tuần. Wow! Nghe nói đầm này là nơi Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung gặp nhau phải không mọi người? Tối qua mới ra làm vài cây kem. Đi chỗ này khéo lội xuống hồ Hoàn Kiếm mất. Huyện đảo Cầu Giấy, nổi tiếng với công viên nước và thủy cung Nghĩa Đô, chợ nổi Green Market. Người dân chợ nổi Green Market rất thân thiện và mến khách. Bạn nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Tuy là Cầu Giấy nhưng mà vẫn thấm nước. Phượng Hoàng Cổ Nhuế. Người Trung Quốc sẽ khóc khi đến nơi này. Cơ hội vàng để tập luyện bộ môn đua mô tô nước chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Cambodia. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao gọi là Hà Nội. Đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.